chuyên gia của bạn. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyên gia của bạn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn và mua bán người, nhất là ở các khu vực miền núi giáp biên, nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, thì đến nay vẫn là bài toán khó giải với nhiều chính quyền địa phương. Mặc dù đã có nhiều chương trình của các ban, ngành, của các địa phương được triển khai nhằm phòng chống tình trạng tảo hôn và mua bán người, nhưng vẫn còn đó không ít câu chuyện đau lòng khi các em thanh thiếu niên phải bước vào cuộc sống hôn nhân ở cái tuổi mà lẽ ra các em được cắp sách tới trường hoặc là trở thành nạn nhân của tình trạng mua bán người với cơ hội được trở về nhà thật sự là mờ mịt. Và có rất nhiều nguyên nhân khiến cho tình trạng tảo hôn mua bán người vẫn diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền núi khó khăn, như là tập quán địa phương, sinh kế của người dân chưa được đảm bảo, quản lý cư trú còn bất cập và lợi nhuận lớn từ hoạt động mua bán người. Thế nhưng theo các chuyên gia thì một yếu tố quan trọng khác nữa đó là kiến thức pháp luật của người dân địa phương, nhất là nhóm đối tượng chính là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về vấn đề tảo hôn và mua bán người vẫn còn nhiều hạn chế, không lường hết hậu quả của việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Và đó là lý do chúng tôi thực hiện chương trình Chuyên gia của bạn hôm nay với chủ đề tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người, để mang đến những thông tin bổ ích thiết thực nhằm giúp các bạn thanh thiếu niên tự bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ người khác trong cộng đồng. Và tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình hôm nay, đó là ông Nguyễn Văn Tú, giám đốc công ty luật Phan Xị. Vâng, xin trân trọng cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc và khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng ạ, cảm ơn ông Nguyễn Văn Tú đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng. Tình trạng tảo hôn mua bán người vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền núi, nơi có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống. Hãy cùng chuyên gia của bạn tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống tảo hôn và mua bán người, từ đó góp phần đẩy lùi tình trạng này. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 và livestream trên fanpage tại địa chỉ vv1-thoisu. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời của chương trình qua số điện thoại 0243 934 1040 hoặc để lại bình luận tại fanpage của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn có thể nói là một cái mảnh ghép với gam màu buồn trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, nhất ở miền núi, vùng sâu, vùng xa hay là khu vực giáp biên. Và khi nói về tình trạng tảo hôn thì các cộng đồng dân cư vẫn thường gắn đến các cái yếu tố mang tính tập quán. Thế nhưng mà nếu nhìn ở cái cạnh luật pháp thì cái việc tảo hôn cần được nhìn nhận như thế nào ạ, thưa ông Nguyễn Văn Tú ạ? Vâng, ở khía cạnh luật pháp thì tảo hôn là một sự vi phạm pháp luật. Cùng một lúc thì vi phạm cả hai cái văn bản rất quan trọng mà được quy định ở tầm cao nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam. Đấy là luật hôn nhân và gia đình. Thứ hai là Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thì luật hôn nhân và gia đình đã quy định tuổi kết hôn đối với nam là từ đủ 20 tuổi trở lên và đối với nữ là từ 18 tuổi trở lên. Đó là nếu kết hôn dưới cái mức tuổi này thì đó là tảo hôn. Thứ hai là về Bộ Luật Hình sự có quy định người nào mà tảo hôn hoặc là tổ chức cho người khác tảo hôn thì đều có thể đối diện với hình phạt là hành chính hoặc hình phạt tù, và mức hình phạt tù cũng khá là nặng, phạt tù, phạt tiền, phạt hành chính đều có cả. Thì trước luật pháp, ở góc độ luật pháp thì tảo hôn là một hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta biết là có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn, thế nhưng mà chủ yếu là do trình độ dân trí thấp, hiểu biết về hệ thống pháp luật của cộng đồng dân cư, trong đó có chính gia đình và các em thanh thiếu niên về vấn đề này. Vậy thì ông có thể giải thích rõ hơn là theo quy định của pháp luật thì với các trường hợp tảo hôn thì người trực tiếp tham gia hôn nhân cũng như là những thành viên trong gia đình tổ chức tảo hôn cho con cái thì có thể bị xử phạt cụ thể là như thế nào ạ? Cả hai đều bị phạt. Người trực tiếp tảo hôn là các thanh thiếu niên đó, và người tổ chức cho các em tảo hôn với nhau thì đều bị phạt. Đối với quy định pháp luật và hình sự ấy, thì tảo hôn thì có thể bị phạt tiền từ khoảng 5 triệu đồng đến 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Và phạt tù thì cũng từ 2 đến 7 năm.
Đấy. Còn đối với người tổ chức, hành vi tổ chức cũng như vậy thôi. Nếu đã một lần bị xử phạt vi phạm hành chính rồi mà tiếp tục thực hiện việc này thì sẽ bị xử phạt bằng hình sự, đó là phạt tù. Đối với người mà đã biết người khác tảo hôn rồi nhưng vẫn kiên quyết duy trì cái mối quan hệ hôn nhân đó thì cũng vi phạm hành vi này và cũng bị xử phạt, đối diện với mức hình phạt xử phạt là như vậy. Vâng, như ông vừa cho biết thì là cái mức xử phạt nó cũng từ thấp đến cao, cái mức độ nặng nhẹ rất là khác nhau. Thế thì cái yếu tố nặng nhẹ đấy nó được xử lý dựa trên những cái yếu tố nào? Nó dựa trên cái tính chất và mức độ phạm tội. Tính chất và mức độ phạm tội. Hành vi tảo hôn ví dụ như lần đầu, và có thể là lần đầu, có thể là cái đối tượng tảo hôn họ nơi đấy phong tục tập quán mà chưa được tuyên truyền rộng, sâu rộng về mặt luật pháp. Người tảo hôn có thể tuổi vẫn cũng sát với tuổi được kết hôn rồi chẳng hạn, hay là chưa gây ra thiệt hại lớn về người, về tài sản. Những yếu tố đấy sẽ quy định nên cái mức hình phạt nhẹ hơn. Đối với người vi phạm nặng, ví dụ như tuổi các em còn quá nhỏ, cái thứ hai là kiên quyết bắt các em phải tảo hôn mặc dù các em từ chối. Thứ ba nữa là có thể gây ra hậu quả như các em có thể tự tử, các em có thể bỏ nhà ra đi, các em có thể tự bỏ việc làm, vân vân. Hay là các em bỏ học, thậm chí cũng có thể dẫn đến những cái việc như là mãi mãi không trở về với gia đình nữa. Thế thì những cái hậu quả lớn như vậy thì sẽ quyết định đến cái mức hình phạt là nặng hơn. Vâng ạ. Thưa quý vị thính giả, thưa vị khách mời, là trong quá trình chuẩn bị thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều câu hỏi của các em thanh thiếu niên nhờ giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến chủ đề tảo hôn và mua bán người. Và chúng tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối ý kiến của một vị thính giả. Thưa chuyên gia, cháu năm nay 14 tuổi và đang ở tỉnh Quảng Trị. Cháu muốn hỏi chuyên gia là trong trường hợp thanh thiếu niên không muốn tảo hôn theo sự sắp xếp của gia đình, chúng cháu có thể tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu ạ? Vâng ạ. Vâng. Các em cũng rất là, nếu mà không muốn tảo hôn mà có sự gia đình ép buộc thì các em có thể tìm sự trợ giúp ở đâu ạ, thưa ông Nguyễn Văn Tú? Hiện nay thì trước hết là cháu có thể sử dụng mọi cái biện pháp mà ở nơi cháu đang ở. Ví dụ như cháu có sử dụng điện thoại thì có thể sử dụng điện thoại để gọi điện cho một số đường dây nóng, nếu biết sử dụng điện thoại. Thứ hai là cháu có thể đến với hội phụ nữ, đến với nhà trường, đến với đoàn thanh niên, đến với cán bộ tư pháp của xã. Đó là những địa điểm, đến với cơ quan công an. Đó là những địa điểm mà chắc chắn cháu sẽ nhận được một sự hỗ trợ 100% về cái vấn đề mà không muốn theo sự sắp xếp của gia đình. Tuy nhiên, nói gia đình ở đây thì nó cũng có nhiều người. Có cha, có mẹ, có anh chị, có cô dì, chú bác. Thì cháu cũng già xác định xem trong gia đình nhà mình có một cá nhân nào đó hay một nhóm anh chị, cô, chú bác nào đó có nhận thức tiến bộ mà ủng hộ cái quan điểm của cháu. Thì cháu có thể chia sẻ câu chuyện này với người đó, thì người đó sẽ trở thành một người che chở, động viên, đồng thời kết nối cho cháu đến những cái nơi mà tốt hơn nữa, có cái năng lực hơn nữa để giúp cháu không phải tuân thủ theo sự sắp xếp của gia đình. Thì đấy là những nơi hỗ trợ. Thế còn cái phương pháp hỗ trợ thì cháu nên nói rõ cái ước muốn của mình, cái mong muốn của mình, để người thân, ví dụ như cô dì, chú bác, anh chị, những người mà đồng minh với cháu đấy, sẽ tác động đến cái người mà ép cháu, những người mà thu xếp cho cháu buộc phải tảo hôn, để những người đó thay đổi nhận thức đi. Cháu cũng có thể tìm kiếm cái sự hỗ trợ của người thân, của gia đình, đối tác. Ví dụ như cháu là nữ thì cháu có thể tìm đến những người tương tự, những người mà nhận thức tốt của gia đình phía bên kia, để họ tác động đến phụ huynh của hai bên từ bỏ cái ý định sắp xếp cho các cháu cưới sớm rồi lấy nhau sớm hay sinh con sớm. Những sự hỗ trợ gần nhất và có hiệu quả nhất chính là những người ngay bên cạnh mình, gần nhất với mình. Trong gia đình. Chú tin là trong cuộc sống hàng ngày của cháu, nếu cháu không có điện thoại thì những người kia cũng sẽ có điện thoại. Và các đường dây nóng mà chỉ cần lên mạng gõ cái đường dây nóng, ví dụ như là cái đơn vị hỗ trợ về chống tảo hôn, hay là tìm
số điện thoại của cán bộ tư pháp xã, cán bộ công an xã thì chắc chắn sẽ có, các cháu có thể tới đó trình bày để các cháu nhận được cái sự hỗ trợ của tất cả những lực lượng hỗ trợ này. Vâng, có nghĩa là có rất nhiều địa chỉ mà các em có thể tìm đến và các địa chỉ đều sẵn sàng giúp đỡ các em 100% để các em có thể tránh khỏi cái việc bước vào cuộc hôn nhân mình không mong muốn, đúng không ạ? Đúng. Vâng ạ. Và bên cạnh những cái địa chỉ mà các em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ như là ông Nguyễn Văn Tú vừa đề cập thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu một cái kênh kết nối khác để các em có thể tìm kiếm những cái kiến thức để phòng tránh tảo hôn cũng như là bày tỏ những cái băn khoăn thắc mắc của mình để được các chuyên gia giải đáp. Đó là nền tảng trực tuyến Em Vui tại địa chỉ emvui.vn. Phim hoạt hình dễ hiểu, hình ảnh sinh động về nạn mua bán người, nạn tảo hôn, trò chơi trả lời câu hỏi. Dễ dàng truy cập vào trang web emvui.vn hoặc tải ứng dụng điện thoại Em Vui về máy. Đây là dự án do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội và Tổ chức Plan International Việt Nam triển khai, thực hiện với sự đồng tài trợ của Liên minh châu Âu và Tổ chức Plan International Bỉ. Cái dự án Em Vui thì chúng tôi có hai cái sự khác biệt. Cái thứ nhất, tận dụng cái sự phát triển của công nghệ thông tin thì xây dựng một nền tảng trực tuyến để giúp các em để cung cấp các kiến thức và kỹ năng. Và một cái điểm khác biệt thứ hai đó là cái sự tham gia chủ động của tất cả các em từ trong cái quá trình bắt đầu thiết kế ý tưởng. Chúng tôi cũng hỏi các em là nếu mà các em vào Internet thì các em thường là xem những cái gì? Các em thích xem những cái đoạn phim ngắn, những cái clip có nhạc, có hình ảnh và những cái gì nó gần gũi với dân tộc thiểu số, với cái dân tộc của các em. Thường là điện thoại của các em thì nó không được tốt lắm. Bạn đưa những cái sản phẩm truyền thông mà nó dài, nó nặng thì các em không thể nào mà truy cập được. Quan trọng là còn phải quan tâm đến cái hình thức tổ chức để có thể sử dụng được những cái tài liệu số hóa đấy một cách hiệu quả nữa. Tích hợp nó vào trong những cái hoạt động phong trào của đoàn thanh niên tại địa phương hay là các cái hoạt động khác của chính quyền địa phương. 91% trẻ em thanh niên dân tộc thiểu số đang sử dụng Internet. Thay vì cấm đoán hay lo sợ khi sử dụng, thì những sản phẩm giáo dục số đã, đang và sẽ là kim chỉ nam giúp các em tự tin để bảo vệ chính mình. Trên nền tảng dự án Em Vui, một cái dự án do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội và Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam thực hiện thì chúng ta có thể nhận thấy là có rất là nhiều chia sẻ thắc mắc của các em thanh thiếu niên, không chỉ về vấn đề tảo hôn mà còn về vấn đề mua bán người. Trên thực tế thì các cơ quan chức năng cũng đã khuyến cáo rằng là khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhất là các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam, thì tình hình tội phạm mua bán người đang diễn ra rất là phức tạp. Thưa ông Nguyễn Văn Tú ạ, vậy thì ông đánh giá như thế nào về mức độ răn đe của pháp luật đối với tội phạm mua bán người hiện nay ạ? Pháp luật thì rất nghiêm khắc đối với cái loại hình, đối với cái loại tội phạm này. Mức độ răn đe tôi cho rằng đã tới mức là rất cao. Chúng ta răn đe bằng một chế tài nghiêm khắc, đấy là chế tài hình sự. Về hình phạt thì cũng tới mức cao nhất là chung thân. Chúng ta chỉ có không có mức án tử hình đối với cái loại mua bán người thôi. Tuy nhiên thì có thể do khâu áp dụng pháp luật hoặc là do cái cuộc chiến đối với cái loại tội phạm này còn nhiều khó khăn, cho nên cái việc này nó vẫn còn diễn biến phức tạp. Vâng ạ, liên quan đến vấn đề mua bán người thì chúng tôi cũng có nhận được câu hỏi của một thính giả gửi về cho chương trình. Xin mời ông Nguyễn Văn Tú và thính giả cùng nghe câu hỏi này ạ. Hiện nay em ở Quảng Bình, em có một câu hỏi thắc mắc là em nghe nói hiện nay có tình trạng mua bán người dưới 16 tuổi. Vậy hành vi mua bán người dưới 16 tuổi được quy định khác với hành vi mua bán người nói chung như thế nào? Vâng ạ, xin mời Nguyễn Văn Tú có thể giải đáp cái thắc mắc này của vâng. Em thanh thiếu niên ạ. 16 tuổi trên và dưới mức tuổi này thì chỉ có khác nhau. Đối với bộ luật hình sự thì người dưới 16 tuổi được coi là trẻ em. Và trên 16 tuổi thì là người đã được đối tượng, không phải trẻ em theo bộ luật hình sự rồi. Chế tài đối với hai cái tội này cũng khác nhau. Mua bán trẻ em thì như tôi vừa nói đấy, tối đa của khung hình phạt là tù chung thân, mà tối thiểu là 7 năm tù. Tức là có một cái khoảng hình phạt nhẹ nhất là 7 năm tù và nặng nhất là chung thân. Còn đối với tội mua bán người mà không phải là mua bán trẻ em ấy thì nó từ 5 năm tù đến 20 năm tù. Tức là tối đa mua bán người thì chỉ từ 5 năm đến 20 năm, còn mua bán trẻ em thì từ 7 năm đến chung thân. Đó là hai cái thái độ của nhà nước ta rất nghiêm khắc. Được vậy, với trẻ em được bảo vệ mạnh mẽ hơn.
Vâng ạ. Thế nhưng mà bất chấp những cái hình phạt nghiêm khắc với loại hình tội phạm này như là ông vừa đề cập, thì chúng ta biết là do cái mức độ siêu lợi nhuận thu được trên các hoạt động mua bán người nên là cái tình trạng này vẫn diễn biến rất là phức tạp, nhất là tại khu vực miền núi khó khăn về điều kiện kinh tế, thanh thiếu niên khó có việc làm với mức thu nhập ổn định. Và chúng ta mời quý vị thính giả cùng ông Nguyễn Văn Tú cùng theo dõi một phóng sự sau. Anh Hồ Văn Sơi, năm nay 22 tuổi, ở thôn A Rông, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, có vợ là người Lào ở phía bên kia sông Sepol. Kinh tế gia đình mỗi năm khoảng 10 triệu đồng từ cây sắn. Đầu năm 2023, sau khi nghe có thông tin tuyển dụng lao động với lời hứa, việc nhẹ, lương cao, được truyền miệng từ nhiều người trong xã, anh Sơi quyết định cùng với anh trai Hồ Văn Son đăng ký và làm việc cho một trang trại chăn nuôi ở tỉnh Lâm Đồng, mức lương thỏa thuận là 250.000 đồng mỗi ngày. Khi vào đến tỉnh Lâm Đồng, công việc lại không đúng như thỏa thuận ban đầu. Thay vì chăn nuôi lợn trong trang trại, mọi người phải vào sát bìa rừng để cắt cỏ và làm việc trong nhà kính. Vì công việc không như thỏa thuận ban đầu nên mọi người có nguyện vọng trở về nhà hoặc tìm kiếm công việc khác cho phù hợp. Thế nhưng chủ sử dụng lao động yêu cầu phải tiếp tục làm việc, nếu không hợp tác sẽ bị bán lại cho trang trại khác ở xa hơn. Còn muốn được về nhà thì phải nộp tiền chuộc. Mà may mắn là bố mẹ điền phải về qua nơi. Đó bố mẹ chuộc là tiền là 3.900.000, mà chia lại cho 4 người nữa là 3.400.000. Ừ. Nên mình giống như thế này là mình không cho mình còn đi. Vì mất tiền bạc là mất, mà con là mất là sợ không cho đi nữa. Còn đây là câu chuyện về Lê Minh Đức, sinh năm 1999, ở khóm 4 thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Sau khi nghỉ học lớp 11, đầu tháng 2 năm 2022, Đức được mẹ đưa vào làm việc tại công ty giày Việt Linh ở Đồng Nai. Thế rồi những lần đi chơi game ở quán net, Đức được một người lạ kết bạn và rủ đi Tây Ninh tìm việc làm, cũng với lời hứa, việc nhẹ, lương cao. Ngày 23 tháng 2 năm 2022, Đức được dẫn đến khu vực biên giới ở Tây Ninh, thì liền bị hai đối tượng dùng dao khống chế dẫn sang đất Campuchia, sau đó tiếp tục đưa lên khu biệt lập tại tỉnh Sihanoukville. Tại đây, Đức được giao nhiệm vụ làm việc trên mạng xã hội để lừa đảo người Việt Nam. Công ty chạy quảng cáo trên mạng là trên Facebook và Zalo là nó sẽ đưa về một trang web là cử người dân mình qua chỉ cần like hoặc bấm bình luận và mình liên hệ người đó, nói chuyện với người ta là sao cho người ta để người ta vào nhận công việc đó. Nhưng mà trước khi vào nhận là nói với người ta là mất tiền, làm không đủ chỉ tiêu là sẽ ăn chích điện, chín đậu cũng bị giam đổi 3 ngày đấy. Sau khi bỏ trốn với sự can thiệp của lực lượng chức năng Campuchia, Lê Minh Đức được cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Campuchia giúp đỡ để về nước. Tuy vậy, gia đình Đức cũng phải nộp hơn 30 triệu đồng tiền phạt do vi phạm luật pháp của nước sở tại, cùng với chi phí ăn ở trong thời gian bị công an Campuchia tạm giữ. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Tú ạ, qua cái phóng sự chúng ta vừa theo dõi thì những nhân vật trong câu chuyện có lẽ cũng còn rất là may mắn là có thể trở về nhà, mặc dù cũng phải mất một cái khoản tiền chuộc không hề nhỏ, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, và chúng ta cũng thấy là trong các vụ mua bán người thì có một cái điểm chung đó là các nạn nhân thường tin vào những cái lời dụ dỗ, đó là việc nhẹ lương cao. Vậy thì ông có khuyến cáo gì với người dân nói chung và các bạn thanh thiếu niên nói riêng để có thể nhận diện các cái thủ đoạn của tội phạm mua bán người ạ? Trước hết thì nói về các thủ đoạn. Việc nhẹ, lương cao chỉ là một trong nhiều cái thủ đoạn khác nhau. Trước hết cũng như là biên tập viên vừa nêu, phải chia sẻ cái sự may mắn của hai bạn này. Hai bạn đã được trở về an toàn và trong tình trạng chỉ qua một cái khoảng thời gian khó khăn vất vả thôi, nhưng chưa mất mát gì. Tôi muốn chia sẻ thêm một số cái trường hợp khác, một số thủ đoạn khác. Việc buôn bán người không chỉ xảy ra ở các vùng biên đâu, mà ở ngay tại những đô thành rất là phồn hoa như Hà Nội, như Sài Gòn. Ở đây chúng ta đã thấy những vụ buôn bán người. Ở đó họ nuôi, có những cái căn hộ họ nuôi vài chục con người, hàng trăm con người, để bán máu, bán nội tạng, bán một phần lá gan, vân vân. Mà cũng không cần phải lừa dối gì đâu ạ. Rất rõ ràng là đến một khoảng thời gian nào đấy thì bán một phần mấy của lá gan đi với mức giá như thế này, hàng tỷ đồng. Thế thì đấy cũng là không chỉ ở vùng biên là một, mà ở tại những đô thành lớn
và cũng rất rõ ràng, thỏa thuận rất rõ ràng. Hàng ngày có người mang cơm đến sinh hoạt tại cái tập thể nhà trọ đó. Rồi đến ngày đến giờ nếu có nhu cầu thì lập tức đưa đi phẫu thuật lấy một phần là gan, gan hay một số nội bộ phận cơ thể khác. Đấy là hiện tượng. Còn thủ đoạn thì không chỉ việc nhẹ lương cao mà còn dùng vũ lực. Trong trường hợp của anh Đức này là bị dùng vũ lực. Còn trường hợp của anh Sơi là một sự lừa dối. Dùng vũ lực một sự hay một sự lừa dối hay một cái sự chủ yếu là lừa dối sẽ là nhiều, để đưa người từ vùng này sang vùng kia. Rồi khi đưa được người thành công rồi thì người đưa người đi sẽ được nhận một khoản tiền. Còn con người được đưa đi sẽ trở thành một công cụ để lao động, để làm việc hoặc để lấy một phần bộ phận phận của cơ thể cho cái nhóm tội phạm đó. Trường hợp của anh Đức và anh Sơi thì của anh Sơi là được đưa đi để lao động. Lao động không đúng với cái thỏa thuận ban đầu của mình. Còn trường hợp của Đức thì đi để làm một công việc vi phạm pháp luật, lừa đảo. Thì cái nhóm tội phạm mà thuộc dạng thứ hai hiện nay đang nhiều, giống như trường hợp của anh Đức là đang nhiều. Và thực hiện rất nhiều các anh hùng bàn phím hiện nay. Trở thành các anh hùng. Tại sao tội phạm công nghệ cao nhiều như vậy, nhan nhảm như vậy? Vì có rất nhiều con người chưa bao giờ sử dụng bàn phím lại trở thành những con người phạm tội công nghệ cao cũng rất là nhiều. Thế thì thủ đoạn về cơ bản là họ đánh vào cái sự không hiểu biết, hiểu biết còn hạn chế của các lớp trẻ. Thứ hai là cái cuộc sống vốn dĩ khó khăn về kinh tế, vốn dĩ tù túng ở tại quê, thiếu cơ hội việc làm, thiếu thu nhập. Đấy. Thì họ đánh vào hai cái điểm yếu đấy của người dân để kéo những người dân ra khỏi cuộc sống bình thường của họ, đi vào một cuộc sống mới. Cuộc sống mới này thì rất nhiều hiểm nguy, rất nhiều cái cạm bẫy mà họ không biết được. Thế thì những cái thủ đoạn như thế này thì tất cả chúng ta đòi hỏi phải có một cái giải pháp là tăng cường quản lý của gia đình, tăng cường tuyên truyền của cộng đồng cũng như chính quyền sở tại, chính quyền địa phương, và truyền thông phải làm thật mạnh, và tăng cường cái sự trấn áp hoạt động tích cực của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chỉ có một cái giải pháp đồng bộ. Và thêm cả một việc nữa là phải tăng cường các dự án đầu tư để tạo việc làm tại chỗ cho thanh thiếu niên thì mới có thể giải quyết được vấn đề này. Vâng, nghĩa là chúng ta sẽ cần có một cái giải pháp đồng bộ từ kinh tế cho đến thúc đẩy phát triển kinh tế, đến đào tạo, cho đến truyền thông nhận thức. Và quan trọng nhất là bản thân những cái con người ở trong cái cộng đồng đấy phải có nhận thức rất rõ về những cái thủ đoạn và về những cái nguy hiểm mà họ có thể phải đối mặt khi mà bị vướng vào cái loại hình mua bán người, đúng không ạ? Đúng. Dạ vâng ạ. Và thưa ông Nguyễn Văn Tú, thì chúng tôi cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi cho chương trình, mong muốn được giải đáp những cái vấn đề liên quan đến các quy định của pháp luật đối với hoạt động mua bán người. Và chúng tôi xin tiếp tục mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với ý kiến của vị thính giả. Cháu là học sinh ở tỉnh Lai Châu. Cháu có câu hỏi là nạn nhân mua bán người được nhận những hỗ trợ nào, và nạn nhân cần phải làm gì để nhận được những hỗ trợ đó? Dạ vâng ạ. Nghĩa là nếu mà nạn nhân mà có thể là được trở về nhà rồi thì làm thế nào để có thể được hỗ trợ? Thứ nhất là nếu đã trở về nhà mà sau một cái cuộc mua bán người thì chúng ta có thể chia ra hai trường hợp. Thứ nhất là cái việc mà cháu đã là nạn nhân mà cháu chưa được bất cứ một cơ quan pháp luật nào xử lý cái đối tượng gây hại cho cháu, kẻ tội phạm đó, thì việc đầu tiên là cháu sẽ đi trình báo. Trình báo để kéo cái hành vi tội phạm và những con người phạm tội đấy ra ánh sáng pháp luật. Thứ hai, trong trường hợp đấy cháu là bị hại, thì theo bộ luật tố tụng hình sự, người bị hại sẽ được các cơ quan pháp luật bảo vệ một cách triệt để. Thứ ba, cháu được bồi thường thiệt hại đối với những khoản thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về sức khỏe, thiệt hại về tinh thần mà đã bị mất. Đó là ba khoản bồi thường mà pháp luật sẽ tính toán rất đầy đủ theo bộ luật dân sự của Việt Nam. Vậy thì cái thứ nhất là cái vụ án buôn người của mình chưa được xử lý thì hãy đến trình báo với cơ quan pháp luật.
Trường hợp thứ hai là vụ án của mình đã được xử lý rồi, thì lúc đấy trên tay mình có một cái văn bản là bản án của tòa án. Bản án này có hiệu lực, lúc bấy giờ cháu sẽ đến cơ quan thi hành án. Bản án này tuyên cháu được nhận những khoản bồi thường nào, những khoản hỗ trợ nào, thì cháu sẽ đến cơ quan thi hành án tại nơi mà mình sinh sống, để cán bộ tư pháp hay là cơ quan thi hành án sẽ hướng dẫn cháu đến đúng cái nơi mà yêu cầu cái đối tượng đó, cái kẻ phạm tội đó, họ phải trả tiền cho mình. Vâng ạ. À, xin cảm ơn cái giải đáp của ông Nguyễn Văn Tú ạ. Và chúng tôi vẫn tiếp tục có một câu hỏi nữa của một vị thính giả muốn được giải đáp ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Thưa chuyên gia, cháu là một học sinh ở tỉnh Hà Giang. Cháu có một câu hỏi thắc mắc là một người bị mua bán người tự trở về thì phải làm như thế nào? Họ được xác minh là nạn nhân mua bán người. Rất mong chuyên gia giải đáp thắc mắc này cho cháu ạ. Câu hỏi này thì cũng giống như câu hỏi vừa rồi. Khi trở về thì hãy đi trình báo với cơ quan công an gần nhất. Nói với gia đình mình, nói với cơ quan gần nhất về toàn bộ diễn biến mình bị mua bán như thế nào. Cung cấp đầy đủ thật nhiều dữ liệu, thật nhiều thông tin, đầy đủ chính xác, thì các cơ quan đó sẽ theo quy định pháp luật để bảo vệ cháu. Chứ còn trong quá trình mà chúng ta vướng vào vụ án người, chắc là sẽ không có đủ tâm trí để mà chúng ta thu thập những cái thông tin cần thiết lúc cũng đó đâu, đúng không? Cũng có những em có năng lượng hay có cách nào đó. Như trong trường hợp của anh Đức vừa lúc nãy chúng ta phát, thì công an của nước bạn cũng đã giúp đỡ. Thì mình bất cứ ở nơi nào, mình cũng sẽ bất cứ một điều kiện nào có thể liên hệ được với bên ngoài, có thể liên hệ được với cơ quan chức năng, thì chúng ta sẽ liên hệ để nhằm một đạt được một cái sự thông tin và được giúp đỡ. Vâng ạ, chúng tôi hy vọng là các thính giả gửi câu hỏi về cho chương trình đã có được cái giải đáp thỏa đáng liên quan đến những cái vấn đề tảo hôn và mua bán người ạ. Và thưa ông Nguyễn Văn Tú ạ, trong cái bối cảnh các cơ quan chức năng hiện nay thì vẫn đang đẩy mạnh phối hợp với các cộng đồng dân cư để thực hiện các biện pháp phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người, thì ông có cái đề xuất gì để nhằm cải thiện các quy định về chính sách pháp luật cũng như là cái việc thực thi pháp luật liên quan đến phòng chống tảo hôn, phòng chống mua bán người hay không? Theo tôi ấy, thì phải đưa đối với vấn đề tảo hôn và cả hai vấn đề nói chung, nhưng phải đưa cái công tác truyền thông, công tác giáo dục, bởi vì tác động, chúng ta tác động vào ngọn và hậu quả thì cũng chỉ giải quyết được tình trạng nhức nhối thôi. Nhưng phải tác động vào gốc, tức là tác động vào nhận thức, tức là thông qua con đường giáo dục ở các trường học, ở cộng đồng và công tác truyền thông. Đây là phải đưa những tài liệu này trở thành tài liệu bắt buộc trong các chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật, hay là các trường giáo dục của tiểu học, của học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì đây là công tác thứ nhất, là công tác truyền thông. Cái thứ hai là phải đầu tư một nhìn nhận và đầu tư xứng đáng về mặt kinh tế cho các chương trình này. Cái đào tạo con người thực hiện, có cán bộ chuyên trách cho những chương trình này. Thì có như vậy thì mới giảm tải được các vụ việc, các hậu quả mà các cơ quan pháp luật rất khó khăn. Khi đã thành vụ buôn người, thành vụ tảo hôn rồi thì đấu tranh. Mà chúng ta tưởng tượng là một em bé thanh thiếu niên mà đứng trước một cái vụ chính mình bị tảo hôn, các em bé gần như là bất lực trước các quyết định của bố mẹ mình, của ông bà mình, của cô dì chú bác mình. Nhưng nếu tất cả những con người đó được truyền thông một cách tổng thể thì các em sẽ tìm kiếm được một sự hỗ trợ toàn diện nhất. Nếu các em cũng rất muốn nói tiếng nói của bản thân mình nhưng không thể vượt qua được bố mẹ, không thể vượt qua được cuộc gia đình mở rộng đấy, gia phong, cho nên là rất khó khăn. Vậy thì ở đây truyền thông, đầu tư xứng đáng cho truyền thông, đầu tư xứng đáng cho nhân sự chuyên trách, cán bộ chuyên trách, và cho tuyên truyền pháp luật. Đó là những giải pháp tôi cho rằng là quan trọng nhất hiện nay. Vâng, như ở đầu chương trình thì ông cũng có đề cập đến là các em có thể có tìm kiếm được rất là nhiều các kênh hỗ trợ để các em phòng tránh được cái nạn tảo hôn. Nhưng mà thực tế từ công việc của mình thì ông nhận thấy là cái sự hỗ trợ đấy nó đã được đến đâu ạ? Cái thực sự cái số lượng các em có thể tìm được hỗ trợ qua cái kênh đó thì như thế nào ạ? Thực sự nếu như không có một con số thống kê chính thức, vâng, nhưng qua những vụ việc mà chúng tôi làm thì chúng tôi cảm giác là nó chỉ là những vụ án điểm thôi. Vâng.
nó không phải là phần nổi của tảng băng đâu, mà nó chỉ là một cái điểm nhô cao của tảng băng nhất trên toàn bộ phần chìm ở bên dưới. Cho nên những vụ án nó quá đau lòng rồi, nó quá nhức nhối rồi, lúc đấy mới được phát hiện, lúc đấy mới được làm. Chứ còn có thể nói là đến 80-90% là các vụ việc trong im lặng, không được giải quyết. Vâng, thế nghĩa là chúng ta sẽ còn rất là nhiều công rất việc, còn nhiều để việc làm để chúng làm. Ta có thể xử lý được cái tảng băng chìm đó, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tú. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để nâng cao nhận thức của các cộng đồng dân cư, nhất là của các em thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về quy định chính sách, pháp luật về tảo hôn và mua bán người, thì chúng tôi một lần nữa muốn nhắc đến nền tảng Em Vui tại địa chỉ emvui.vn. Và tại đây thì các em có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình, có thể tương tác với các chuyên gia và tiếp cận rất là nhiều nguồn thông tin phong phú về các biện pháp phòng chống tảo hôn và mua bán người. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng chương trình hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Tú là giám đốc công ty luật Fancy đã giúp quý vị thính giả, giúp các em thanh thiếu niên dân tộc thiểu số có các cái kiến thức pháp luật bổ ích về tảo hôn mua bán người tại Việt Nam. Và một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tú đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả.